giờ là phần hội. Thưa thưa các bạn, giờ là phần hội. Hơn 300, gần các 500 rượu kè. Bây giờ tất cả bà con đang có mặt tại nhà rồng đây. Các bạn có thể thấy được rất là đông và vui. Quá đông luôn, không có chỗ để mà đi luôn. Người thì đánh chiêng, người thì khiêng trống. Và hôm nay là chị em phụ nữ là sẽ khiêng trống và đánh. Đây. Xin lỗi các bạn nha, do điện thoại đến giờ này là đã hết pin rồi nên là bật đèn flash nó không cho vì lý do pin yếu. Đến giờ phút này thì hầu như bà con ai cũng say, bây giờ kéo nhau uống rượu này, mời nhau này. À. Bà con là vậy. Bây giờ họ sẽ mời nhau và kéo nhau uống rượu cần của mình. À, bây giờ là đã 5 giờ rồi, 5 giờ chiều rồi. Đây, những chị em sẽ phục vụ nước để mà đổ rượu cần nhé. Tâm bật xoài. Xoài bìa bìa. Xoài bìa. Mà đi xa hay. Hả? Mà đi xa hay. Tớ cứ đi đồng giờ. Hay đi nhỏ mà. Anh nhỏ. Đi phương là. Ở đây năm đó. Nghe con gọc bơ. Chứ có ở đây tập ô. Không có lơ lơ. Đồng. Anh nhỏ mà. Thu đề. Đề kịp tờ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.